Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 4, lễ meeting và phát động chiến dịch phòng chống và loại trừ sốt rét với chủ đề đầu tư nguồn lực nhằm đạt mục tiêu loại trừ sốt rét nhân ngày thế giới phòng chống sốt rét 25 tháng 4 đã diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Lễ meeting và phát động chiến dịch phòng chống và loại trừ sốt rét nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về sốt rét, từ đó phát động phong trào phòng ngừa và điều trị sốt rét trong cộng đồng 15 tỉnh thành phố miền Trung Tây Nguyên, kêu gọi sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống sốt rét. Năm 2020, khu vực miền Trung Tây Nguyên có hơn 1.000 ca, chiếm 67% tổng số ca sốt rét của cả nước. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện và cưỡng chế cách ly nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào thành phố Phú Quốc bằng đường biển. Lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 4, tổ tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 4 đối tượng quê ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp đang làm việc ở Campuchia. Nhưng do dịch bệnh tại nước này bùng phát nên đã thuê tàu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới cũng đã phát hiện và cưỡng chế cách ly y tế đối với 5 phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển vào thành phố Phú Quốc. Thưa quý vị, vào tối ngày 21 tháng 4, Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết là thêm 2 chuyên gia người Ấn Độ nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài về đến Yên Bái hôm ngày 18 tháng 4, dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 10 trường hợp là F1 của bệnh nhân thứ 2786, chuyên gia người Ấn Độ, đã chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, được cách ly tại một khách sạn tại thành phố Yên Bái. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, 8 trường hợp còn lại có kết quả âm tính. Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước sông Mã trên địa bàn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiếp tục phát hiện thêm các doanh nghiệp vi phạm. Tại hợp tác xã Hợp Phát, qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Quan Hóa đã phát hiện đường ống ngầm xả thải trái phép được chôn sâu dưới lòng đất có chiều dài khoảng 150m xả ra sông Mã. Còn tại xưởng Hạnh Nguyễn, chất thải chưa qua xử lý được xả vào ao và không có quy trình xử lý tiếp theo. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm đường ống xả thải. Như vậy là tính đến nay, thì lực lượng liên ngành đã kiểm tra 7 trên 9 cơ sở có hoạt động ngâm ủ bột giấy trên địa bàn huyện Quan Hóa. Và trong đó thì phát hiện và đề nghị xử lý là 6 cơ sở vi phạm xả thải. Thưa quý vị, gần 3 năm qua thì chương trình hỗ trợ nuôi bò sinh sản giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam triển khai tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Cuối năm 2018, với nguồn vốn hỗ trợ từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình bà Kiều Thị Châu vay 15 triệu đồng để mua bò giống. Đến năm 2020, lứa bò đầu tiên đã mang lại 16 triệu đồng tiền lãi. Họ cũng có ý nguyện như đứa đó, họ cho được 15 triệu rồi về để mua được con bò, cái rồi về sẽ chăm sóc rồi bò không thối để được con. Gia đình cũng có ý vọng là để nuôi nắng con bò này để cho phát triển, để thêm cho khó để lo cho gia đình được. Từ nguồn kinh phí xây dựng mô hình giảm nghèo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Quảng Nam đã triển khai mô hình nuôi bò sinh sản giúp 30 hộ dân nghèo, cận nghèo. Đến nay, 30 con bò giống hỗ trợ đã sinh sản ra hơn 30 con bê và cho thu nhập trung bình từ tiền bán bê là khoảng 16 đến 18 triệu đồng một hộ. Từ cái việc thành công của giai đoạn 1, cái chương trình mà hỗ trợ nuôi bò sinh sản thì sau khi làm việc Ủy ban Mặt trận tỉnh, huyện và xã thống nhất với nhau là chúng ta chuyển qua cái dự án là nuôi lợn sinh sản. Và tôi nghĩ là từ cái thành công của giai đoạn 1 thì chắc chắn là giai đoạn 2 chúng ta tổ chức cái chương trình nuôi lợn sinh sản là chắc chắn sẽ thành công. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Nam tỉnh sẽ chuyển hướng nhân rộng cái mô hình giảm nghèo tại xã Điện Tân. Phấn đấu mỗi năm thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, nhất là các đoàn thể chính trị xã hội, sẽ tham gia ít nhất một mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn để góp phần thực hiện có hiệu quả cái mục tiêu giảm nghèo. Bên cạnh nuôi bò, mô hình hỗ trợ nuôi lợn sinh sản đang được chính quyền tỉnh Quảng Nam, xã Đại Tân triển khai với kỳ vọng sẽ tiếp nối để tạo ra chương trình thành công, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong thời gian tới. Phần cuối của chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là tình hình thời tiết một số tỉnh thành phố trên cả nước. Và thông tin này thì cũng sẽ kết thúc tin tức 16 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.